Để tiếp tục chương trình thì chúng tôi xin mời tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Thu Hoài từ Viện Tim Mạch Việt Nam. Kính thưa các quý thầy cô và các quý đồng nghiệp, sau đây tôi xin phép được trình bày bài báo cáo siêu âm tim ở các bệnh nhân trao đổi oxy qua màng ngoài cơ thể ECMO. Trước hết tôi xin điểm qua những chỉ định của đặc ECMO. ECMO tĩnh mạch và ECMO động tĩnh mạch ECMO VA. Sau đó tôi sẽ đi vào vai trò của siêu âm tim khi lựa chọn bệnh nhân đặt ECMO, trong tối ưu hóa vị trí đặt canuin, trong đánh giá các biến chứng, đánh giá những thay đổi huyết động trong khi chạy ECMO và hướng dẫn ngừng ECMO. Chúng ta biết rằng ECMO là một hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể để hỗ trợ cơ học tạm thời cho hô hấp và hoặc cho tuần hoàn của bệnh nhân khi bệnh nhân đã thất bại với các cái điều trị thông thường. Có hai loại hệ thống ECMO chính là ECMO VV, tức là ta lấy máu từ tĩnh mạch và ta cũng trả máu về tĩnh mạch. Và lúc này chúng ta ECMO của chúng ta tác dụng như một hệ thống phổi nhân tạo bằng cách trao đổi oxy và CO2 qua một màng trao đổi khí. Còn ECMO động tĩnh mạch là ECMO VA thì lấy máu từ tĩnh mạch và trả máu về động mạch, tác dụng như một tim nhân tạo để bơm máu đi nuôi cơ thể. Về cấu tạo của hệ thống ECMO thì chúng ta sẽ có, thứ nhất là các canuin của ECMO sẽ được chia ra làm hai loại chính là canuin động mạch và canuin tĩnh mạch, và một số canuin thì kết hợp hai nòng. Các canuin này nó được đặt ở các cái đường dẫn, ví dụ như đường dẫn ra khỏi hệ thống tuần hoàn của cơ thể và đi vào hệ thống ECMO, gọi là inflow, và đường dẫn trở về tim, trở về tuần hoàn cơ thể, tức là đường dẫn ra khỏi hệ thống ECMO thì gọi là outflow. Bên cạnh đó chúng ta có các cái bơm, có các bơm của hệ thống ECMO, có màng trao đổi oxy và CO2, và có hệ thống nước từ bộ phận làm ấm để làm ấm máu trước khi trở về tim. Về chỉ định của ECMO thì chúng ta biết là đối với ECMO VV là ECMO tĩnh mạch thì chúng ta chỉ định trong những trường hợp có suy hô hấp nhưng mà chức năng tim thì vẫn được bảo tồn. Ví dụ ở những bệnh nhân suy hô hấp cấp tiến triển, những bệnh nhân viêm phổi nặng, những bệnh nhân viêm phổi do nhiễm SARS-CoV-2, COVID-19, và chức năng chủ yếu ở đây là trao đổi khí. Đối với ECMO động tĩnh mạch thì chỉ định chúng ta xem như đây là chúng ta đặt một thiết bị hỗ trợ thất trái tạm thời, thường cho những bệnh nhân ngừng tuần hoàn kéo dài, những bệnh nhân sốc tim, bệnh nhân viêm cơ tim, vân vân. Về chống chỉ định thì chúng ta không đặt ECMO cho những trường hợp bệnh nhân rất là nặng, khả năng hồi phục gần như không có và không có chỉ định ghép tim, cũng như không có chỉ định cấy các cái thiết bị hỗ trợ thất. Và chúng ta không làm cho những bệnh nhân tổn thương hệ thần kinh rất là nặng nề hay là xuất huyết nội sọ diện rộng. Và chúng ta cũng không thực hiện ECMO phình tách động mạch chủ hay những bệnh nhân hở chủ rất là nặng. Đối với ECMO VV thì chúng ta không thực hiện khi mà bệnh nhân có kèm theo suy tim nặng, ngừng tuần hoàn kéo dài, hoặc là những bệnh nhân có tăng áp phổi nặng, áp với áp lực động phổi trên 50mm thủy ngân. Đây là lược đồ của một hệ thống tuần hoàn ECMO VV là ECMO tĩnh mạch. Thì VV nghĩa là cả hai canuin chúng ta đều để ở hệ tĩnh mạch, với cái canuin mà của đường dẫn ra khỏi tim thì chúng ta đặt ở phần gần của tĩnh mạch chủ dưới, còn cái canuin của đường dẫn máu trở về tim chúng ta đặt ở vị trí chỗ nối của tĩnh mạch chủ trên và nhĩ phải, hoặc là ở phần cao của nhĩ phải, với yêu cầu là đầu canuin phải cách xa vách liên nhĩ cũng như không được gần vòng van ba lá, và lá van ba lá cũng không được vượt quá van ba lá xuống thất phải. Lý do vì sao chúng ta phải đặt cách xa van ba lá là bởi vì có như vậy thì nó mới xa cái canuin mà dẫn máu ra khỏi tim, và vì xa nhau như vậy thì mới giúp cho máu có thể tái lưu thông được. Còn nếu mà hai đầu canuin quá gần nhau thì khi máu giàu oxy trở về từ cái canuin tĩnh mạch chủ trên thì nó có thể đi ngay vào cái canuin mà dẫn máu ra khỏi tim, và như vậy làm giảm cái hiệu quả tưới máu dầu oxy cho cơ thể. Và nếu các bạn thấy bệnh nhân trong quá trình đặt ECMO mà thiếu oxy hoặc là oxy máu không cải thiện thì bạn nên kiểm tra các vị trí đặt canuin xem có đặt tối ưu hay không, có di lệch hay không, và đây chính là vai trò của siêu âm tim. Trên slide này, clip ở bên trái các bạn nhìn thấy hình ảnh đầu canuin dẫn máu trở về tim nằm ở trong nhĩ phải, và máu trở về nhĩ phải với lưu lượng rất là tốt và ổn định, cũng như là
máu còn thoát ra khỏi canuin từ các cái lỗ ở thành bên của canuin, và chúng ta cũng có thể quan sát được đường dẫn máu trở về qua, ở trên x-quang tim phổi. Đây là hình ảnh siêu âm tim 3D cho thấy là một cái đầu canuin dẫn máu trở về được đặt rất là tối ưu ở trong nhĩ phải, và lưu lượng máu bơm về trong nhĩ phải thì khá là tốt và ổn định, cũng như là máu qua các cái lỗ ở thành bên của canuin để vào nhĩ phải. Ở trên slide này, hình bên trái cho chúng ta thấy là canuin đã bị đặt quá gần ban ban lá. Các bạn thấy đầu canuin ở đây gần như là đến vòng van và rất gần với lá van, như vậy là đặt quá thấp. Trong khi vị trí tối ưu của canuin thì lại cần phải đặt ở cao, phần cao của nhĩ phải, cách xa vách liên nhĩ và đặc biệt là cách xa van ban lá, hoặc là đặt ở ngay vị trí chỗ nối giữa nhĩ phải và tĩnh mạch chủ trên. Khi mà các bạn làm siêu âm tim để đánh giá chức năng tim cũng như khảo sát hoạt động của các cái hệ thống của ECMO thì chúng ta cần phải nắm được các cái phương thức đặt ECMO, tức là chúng ta phải trao đổi với các bác sĩ và các kỹ thuật viên đặt ECMO xem là ở đây, ví dụ đặt ECMO VV là với hai canuin đặt vào tĩnh mạch chủ trên và đường tĩnh mạch đùi, hay là tĩnh mạch đặt hai tĩnh mạch đùi, hay hai đường đều là đặt vào tĩnh mạch đùi, hay là đặt canuin hai nòng. Đây là slide cho chúng ta thấy là trên mặt cắt, hai mặt cắt vuông góc với nhau để chúng ta tìm cái vị trí đồ của canuin. Đây là một ví dụ về canuin của một bệnh nhân đặt VV ECMO đường tĩnh mạch đùi, bệnh nhân nữ 39 tuổi, viêm phổi suy hô hấp cấp tiến triển do COVID-19, và đây là hình ảnh siêu âm tim thực quản, phần cao của thực quản. Trên hình chúng ta thấy tĩnh mạch chủ trên và canuin bị xẹp do huyết khối ở tĩnh mạch chủ trên. Đây các bạn nhìn thấy huyết khối của tĩnh mạch chủ trên và dẫn tới canuin bị xẹp và máu quay ngược trở lại nhĩ phải. Chúng ta cũng có thể quan sát được các cái đường dẫn này ở trên hình ảnh x-quang tim phổi. Và khi mà chúng ta quan sát trên siêu âm tim thì chúng ta thấy đôi khi những cái mặt cắt cơ bản chúng ta lại không thấy được đầu của canuin. Ví dụ đây là trên mặt cắt hai buồng nhĩ, đem tĩnh mạch chủ trên, tĩnh mạch chủ dưới, vách liên nhĩ, nhĩ trái và nhĩ phải. Lúc này các bạn phải xoay đầu dò và xoay góc khảo sát xuống đến gần van ban lá. Và trong nhiều trường hợp chúng ta đưa đầu dò sâu xuống cắt qua dạ dày thì đây là mặt cắt khá là lý tưởng để chúng ta quan sát được đầu canuin nằm ở trong tĩnh mạch chủ dưới. Đây là hình ảnh của bệnh nhân bị suy hô hấp cấp tiến triển và có suy thất phải. Và các bạn nhìn thấy hình ảnh bên trái là trước khi bệnh nhân chạy ECMO thì thấy thất phải giãn và co bóp kém. Và đây là sau khi bệnh nhân chạy ECMO 48 tiếng thì thất phải đã nhỏ lại và co bóp cải thiện rất là nhiều. Tuy nhiên chúng ta vẫn thấy là còn có dịch màng ngoài tim. Đối với ECMO VA, tức là ECMO động tĩnh mạch, thì các chỉ định như thế nào? Các chỉ định là khi mà bệnh nhân có ngừng tuần hoàn kéo dài, có sốc tim do nhồi máu cơ tim cấp, do viêm cơ tim cấp, suy thất phải do tác động mạch phổi, có cơn nhịp nhanh, thất mà trơ với điều trị nội khoa hoặc là không đáp ứng với sốc điện, bệnh nhân đang chờ ghép tim hoặc bệnh nhân mổ tim mở có chạy tim tuần hoàn ngoài cơ thể, không thể ngừng tuần hoàn ngoài cơ thể, hoặc các cái bệnh nhân mà mang thiết bị hỗ trợ thất trái lại kèm theo có suy thất phải nặng. Thì khi tiếp cận ECMO VA, ECMO động tĩnh mạch thì chúng ta có hai cách tiếp cận là tiếp cận ECMO ngoại biên và ECMO trung tâm. ECMO ngoại biên là hệ thống ECMO mà thường được dùng ở các trung tâm hồi sức tích cực với một đường vào là đường ra khỏi cơ thể là từ tĩnh mạch chủ dưới và đường máu bơm trở lại là vào động mạch đùi. Thế còn ECMO trung tâm là khi bệnh nhân đang được phẫu thuật tuần hoàn ngoài cơ thể, chạy tim phổi nhân tạo, lúc này thì chúng ta phải muốn đặt ECMO, chúng ta phải mở một cái đường vào quay động mạch chủ. Về vai trò của siêu âm tim ở các bệnh nhân ECMO VA, ECMO động tĩnh mạch thì thứ nhất là chúng ta phải tìm các cái chống chỉ, xem bệnh nhân có các cái chống chỉ định của ECMO VA hay không. Ví dụ như phình cách động mạch chủ, đối bệnh nhân phình cách động mạch chủ, nếu mà chúng ta đặt ECMO VA thì khi chúng ta thấy cần phải đặt ECMO trung tâm, lúc này chúng ta sẽ không thể đặt được canuin vì lúc này quay được mạch chủ bệnh nhân đã bị phình tách. Và một trong những chống chỉ định nữa đó là hở chủ nhiều, vì khi có hở chủ nhiều sẽ dẫn đến quá tải thể tích thất trái và sẽ làm cho bệnh nhân tăng áp lực cuối tâm trương thất trái, phù phổi, vân vân.
Và chúng ta cũng phải quan sát các cái vị trí để đặt canuin của ECMO, và cụ thể ở đây là canuin mà dòng trở về là sẽ đặt canuin, đặc biệt là vị trí của canuin ở trong nhĩ phải ạ. Xin lỗi. Về các biến chứng thì chúng ta sẽ xem xét khảo sát biến chứng quan trọng, đó là biến chứng quá thải thất trái ở bệnh nhân VA ECMO. Thường là khi ống dẫn lưu động mạch chủ nó sẽ tạo ra một cái dòng chảy ngược về tim trái, dẫn đến hậu tải trên tim nó cao hơn trạng thái sinh lý bình thường, và dẫn đến căng giãn thất trái, tăng công thất trái và tăng nhu cầu oxy cơ tim, tăng áp lực cuối tâm trương thất trái, thiếu máu cục bộ dưới nội mạc và làm cho việc phục hồi thất trái rất là khó khăn, đặc biệt ở bệnh nhân sốc tim do nhồi máu cơ tim cấp hoặc là bệnh nhân viêm cơ tim. Trên hình ảnh siêu tim chúng ta có thể thấy là van động mạch chủ mở rất là kém hoặc là vẫn đóng suốt cả chu chuyển tim, bệnh nhân có thể có hở hai lá nặng, có thể có hở hai lá tâm trương và có thể có phù phổi. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng có thể dùng siêu tim để khảo sát sự tiến triển và đáp ứng tốt của bệnh nhân khi mà chạy ECMO để xem xét ngừng ECMO. Đây là hình ảnh minh họa cho một bệnh nhân bị quá tải thất trái khi mà chạy VA ECMO, chúng ta thấy là thất trái giãn căng, thất trái giãn căng, tăng áp lực và tăng áp lực cuối tâm trương thất trái, dẫn đến là có hở hai lá, đặc biệt các bạn quan sát kỹ thấy có cả hở hai lá tâm trương, chúng ta thấy là có âm cuộn ở trong buồng thất trái và âm cuộn ở trong động mạch chủ lên cũng như ở phía trên động mạch chủ, và do buồng thất trái giãn rất nhiều, chúng ta thấy vách liên nhĩ nó đè cả vào lấn sang bên thất phải, vách liên thất đè lấn cả sang bên thất phải ạ. Đây là hình ảnh bệnh nhân mang vòng van nhân tạo, và chúng ta thấy trong quá trình chạy ECMO thì lại bị hình thành huyết khối ở vòng van nhân tạo. Lý do tại sao? Lý do là khi bệnh nhân dùng heparin trong quá trình chạy ECMO thì sao bệnh nhân lại có một cái hội chứng là hội chứng HIS, tức là giảm tiểu cầu và hình thành huyết khối do truyền heparin. Đối với bệnh nhân mà chạy ECMO VA thì như slide trước chúng tôi đã trao đổi là nó sẽ có tăng cái hậu gánh của thất trái, gây quá tải thể tích thất trái, trong khi tiền gánh của thất trái thì lại giảm. Và do tăng hậu gánh thất trái nhiều chứ dẫn đến là thất trái giãn căng và tăng ứ trệ tuần hoàn phổi, thậm chí có thể phù phổi. Và lúc này thì về mặt xử trí chúng ta phải cho thuốc lợi tiểu, chúng ta phải điều chỉnh và bổ sung thuốc vận mạch. Có thể chúng ta cần phải đặt thêm bóng tối xung động mạch chủ hoặc đặt Impella. Thậm chí chúng ta phải cân nhắc đến là bơm bóng của vách liên nhĩ cũng như là đặt dẫn lưu ở mỏm thất trái để làm giảm áp lực trong buồng thất trái. Đây hình ảnh một bệnh nhân viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn phẫu thuật lần thứ tư, có hở hai lá hở chủ, bệnh nhân không ngừng được tuần hoàn ngoài cơ thể, chúng ta thấy buồng thất trái rất là giãn và buồng thất phải rất là giãn, co bóp kém. Bệnh nhân mặc dù đã được đặt một cái dẫn lưu ở mỏm thất trái để làm giảm áp lực thất trái cuối tâm trương, tuy nhiên là tiến triển bệnh nhân vẫn không khá lên, thất trái vẫn giãn trong buồng thất trái có âm cuộn và thất phải giãn, và cả thất trái lẫn thất phải co bóp rất là kém. Lúc này bệnh nhân đã được đặt thêm một cái canuin từ nhĩ phải lên động mạch phổi để làm giảm gánh nặng cho thất phải, hỗ trợ thêm cho thất phải, và kết quả là qua một thời gian thì bệnh nhân cải thiện được triệu chứng và cai được ECMO. Và siêu âm tim cũng giúp cho chúng ta đánh giá các cái biến chứng khác của ECMO, ví dụ như tràn dịch màng ngoài tim, ép tim cấp, ví dụ chảy máu, ví dụ như tìm các nguồn thuyên tắc trong trường hợp bệnh nhân có tắc mạch, tai biến mạch não, hoặc là phát hiện những cái trường hợp hình thành huyết khối ở các canuin. Đối với các biến chứng về ngoại biên thì chúng ta thấy có những biến chứng quan trọng. Thứ nhất là hội chứng Harlequin syndrome, là canuin dẫn máu về nằm ở động mạch đùi, và đôi khi thất trái thì lại phục hồi sớm, cho nên dòng dẫn máu về với dòng thất trái bóp đẩy máu vào hệ tuần hoàn nó không nhịp nhàng đồng bộ, dẫn đến trao đổi oxy không tối ưu, và mặc dù chi dưới thì hồng nhưng mà chi trên thì tím. Về cách xử trí thì chúng ta cần đặt ECMO, lúc này chúng ta phải chuyển sang đặt ECMO trung tâm và canuin chúng ta chuyển sang đặt ở động mạch chủ lên. Một cái hội chứng thứ hai cần quan tâm đó là hội chứng thiếu máu chi. Thường là do kích cỡ của canuin nó lớn hơn kích cỡ của mạch máu, và để tránh điều này xảy ra chúng ta cần khảo sát kích thước mạch máu trên siêu âm trước khi chọn kích cỡ canuin, và càng nên lưu ý vấn đề này khi bệnh nhân có kích thước cơ thể nhỏ, tối ưu là các bạn phải chọn kích cỡ của canuin nhỏ hơn kích cỡ của mạch máu khoảng một vài mm.
về vai trò của siêu âm trong việc là trong việc hướng tới đưa ra quyết định ngừng ECMO cho bệnh nhân. Đó là chúng ta theo dõi khi mà chúng ta thấy bệnh nhân có cải thiện triệu chứng và cải thiện cung lượng tim rất là tốt, đặc biệt là phân số tống máu cải thiện tăng lên trên 35% đến trên 40%, thì đây là một thông số, một cái dấu hiệu tốt để cho chúng ta cân nhắc để ngừng ECMO. Cái thứ hai là cung lượng tim của bệnh nhân cải thiện, thể hiện qua việc là tích phân vận tốc theo thời gian của dòng Doppler xung qua đường da thất trái là lớn hơn 10 cm, chúng này chúng ta cân nhắc ngừng ECMO. Và chúng ta quan sát thì thấy thất trái của bệnh nhân giảm cái độ giãn, không có tràn dịch màng ngoài tim cấp, và chúng ta có thể xem xét ngừng ECMO cứ mỗi lần là 0,5 lít đến 1 lít. Bên cạnh đó chúng ta vẫn tiếp tục theo dõi những thay đổi huyết động cũng như thay đổi kích thước của các buồng tim và chức năng của các buồng tim. Để kết luận bài trình bày, kính thưa các quý thầy cô và các quý đồng nghiệp, ECMO là một phương pháp hỗ trợ tuần hoàn đặc biệt trong thời gian ngắn ở các bệnh nhân nặng có suy hô hấp và sốc tim, hoặc là suy hô hấp hoặc sốc tim, suy chức năng tim nặng. ECMO có thể là động mạch, ECMO động mạch tĩnh mạch hoặc ECMO tĩnh mạch có thể là ngoại biên hoặc trung tâm. Siêu âm tim đóng vai trò quan trọng trong lựa chọn bệnh nhân, trong đặt canuin, trong phát hiện và xử trí các biến chứng, trong đánh giá khả năng phục hồi, hỗ trợ đưa ra quyết định giảm dòng ECMO và ngừng ECMO. Kính thưa các quý thầy cô và các quý đồng nghiệp, bài trình bày của tôi đến đây là hết. Xin trân trọng cảm ơn các quý thầy cô, các quý đồng nghiệp đã quan tâm lắng nghe. Xin chân thành cảm ơn tiến sĩ Thu Hồi đã cho một bài báo cáo rất là hay về cái siêu âm tim trong cái ECMO, đặc biệt trong thời đại COVID rất nhiều bệnh nhân nặng và còn có chạy ECMO. ECMO, cái siêu âm tim nó giúp chúng ta, đặc biệt giúp ta thứ nhất là cái chỉ định, nó một cái, và cái những cái vị trí, xác định vị trí canuin có nhiều cái bệnh nhân sau khi đặt cái ECMO chúng ta thấy chạy nó không có hiệu quả, cứ tưởng rằng bệnh nặng nhưng thực tình ra một cái rất quan trọng chúng ta đặt cái đầu canuin nó không có chính xác, không có chuẩn, thì cái siêu âm nó giúp chúng ta điều chỉnh lại cái đầu canuin. Cái thứ hai nữa là cái biến chứng của những cái khi đặt cái ECMO nó cũng rất nhiều biến chứng chúng ta không phát hiện được, thì nhờ siêu âm tim chúng ta sẽ phát hiện được. Và đặc biệt ECMO, cái siêu âm tim nó cũng giúp chúng ta theo dõi cái tiến triển của cái bệnh sau khi đặt ECMO. Có nhiều bệnh đặt ECMO chúng ta thấy nó không có tiến triển như thế nào, có thể là do chúng ta điều chỉnh vị trí hay không, hay là do cái biến chứng của ECMO, thì chúng ta xác định được. Và cũng nhờ xác định được tiến triển của cái bệnh lý, và chúng ta cũng xác định được khi nào chúng ta ngừng cái ECMO nhờ cái siêu âm tim. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn cái tiến sĩ Hồi đã cho một cái báo cáo rất là hay và bổ ích, trong đặc biệt trong giai đoạn COVID này.